Hà Nội xưa và nay. Triển lãm Ký ức Hà Nội xưa sẽ diễn ra tại tầng 2 chợ Hàng Gia từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 10. Cuộc triển lãm gồm 2.000 bức ảnh về Hà Nội xưa do hai bố con ông giáo già Đoàn Thịnh, Đoàn Bắc sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Ông Đoàn Thịnh nâng chén trà khói bốc lên thơm ngọt tại quán nước bên kia bờ Hồ Gươm. Tiếng vụn than trong lò đun nước reo tí tách. Người bán hàng cũng trạc tuổi ông, lứa tuổi đã trải qua những ngày kháng chiến phải sơ tán xa nhà, rồi cười muốn vỡ tung lồng ngực khi trở lại thủ đô. Ông có nhớ chỗ đài Cảm Tử xưa trước đó là gì không? Ông giáo già hỏi. Bàn tay ông lão bán nước ngập ngừng theo cái nhíu mắt hồi tưởng, rồi rất nhanh đập bộp xuống đùi. Sao quên được? Trước đó có một bức tường Tây, còn hai bên là hai cái cầu trượt. Tôi ăn bao nhiêu trận đòn của bố vì mãi trượt sơ ý rách cả quần. Đôi mắt ông lão bán hàng ngấn nước, rồi nước mắt rất khẽ động lại trên làn da mồi vì tuổi tác, trông thoáng qua Đoàn Bắc muốn mang tới cho người xem. Chúng tôi thì muốn có thêm một cảm giác nữa cho những ai xem hai trang báo này. Đó là một nỗi bồi hồi khi bên cạnh những hình ảnh của Hà Nội cách đây trăm năm, nay đã ố màu thời gian, là những hình ảnh của một Hà Nội hôm nay đầy màu sắc rực rỡ, bừng bừng sức sống. Và từ những hình ảnh cách nhau một thế kỷ ấy, cùng một địa điểm ấy, ắt sẽ có những câu hỏi đầy ngỡ ngàng. Sao lại có tượng nữ thần tự do trên đỉnh Tháp Rùa ngày xưa? Ông giáo Đoàn Thịnh kể về cuộc phiêu lưu không phải ai cũng biết của tượng nữ thần tự do ở Hà Nội. Đó là một phiên bản tượng nữ thần tự do cao chừng 2,5 mét được đưa sang triển lãm vào năm 1887 tại hội chợ Đấu Xảo Hà Nội. Đây là phiên bản nhỏ của bức tượng đã được người Pháp tặng nước Mỹ. Người Việt Nam ngày ấy gọi là tượng Bà Đầm Xòe. Đầu tiên, tượng được đặt ở đỉnh Tháp Rùa, ngay lập tức nó bị phản đối kịch liệt. Do đó chỉ một thời gian ngắn tượng được chuyển về vườn hoa Chí Linh ngay bên hồ, đúng vị trí giờ là tượng Lý Thái Tổ. Rồi Bà Đầm ở đó cũng không lâu do phải nhường chỗ cho ông Tây Papus toàn quyền Đông Dương. Cuối cùng tượng có mặt tại vườn hoa cửa Nam. Cả ba bức ảnh về vị trí của tượng đều có mặt trong bộ sưu tập. Sau cách mạng tháng 8, nghe nói cả hai bức tượng ông Tây Bà Đầm này đều bị phá bỏ và mang sang Ngũ Xã đúc thành tượng Phật A-di-đà, ông Thịnh cho biết. Linh Đan thực hiện, người đọc Minh Hoàng.